Nhạc sĩ Quốc Tuấn là người quản lý của một số ca sĩ mà chúng tôi vừa mới được tiếp xúc trong cuộc thi bánh chưng, trường thi nấu bánh chưng của Đài Liên Sài Gòn TV tổ chức. Anh Quốc Tuấn hôm nay là kéo một lực lượng ca sĩ đông đảo như vậy để tham gia chương trình, có thể chia sẻ như thế nào không ạ? Hello Đài Phobosa TV, rất là hân hạnh và vinh dự được Đài phỏng vấn. Và cái lời khen của anh là một lực lượng hùng hậu thì các em không dám. Thì các em cũng muốn đóng góp một chút khả năng nhỏ mọn cho cộng đồng trong cái dịp Tết Năm Thìn 2012 này. Hôm nay thì với được lời mời của Little Guy Sài Gòn TV thì chúng em có ba em Đoàn Minh, Thái Mỹ và Châu Lê đã ra Phước Lộc Thọ đóng góp những giọng ca của các em. Thì tụi em là một cái nhóm cũng mới thành lập khoảng chừng 2-3 năm nay. Rằng trong đó cũng có các em đã đi trình diễn với em lâu rồi, nhưng mà chính thức là mới thành lập một cái nhóm được tên là Q2 Entertainment. Thì chúng em là một nhóm những ca sĩ ở trong Orange County. Các em là những người có nhiều khả năng, có những tâm hồn nghệ thuật, mong muốn được ca hát và vui trong âm nhạc. Và ngoài ra các em cũng muốn đóng góp một chút ít gì đó trong cộng đồng và cho xã hội với cái giọng hát của mình. Vì em đi với cái tâm nguyện đó thì em đã thấy được các em có những cái tâm tư như vậy, thì các em đã mời các em tới gặp và tổ chức một cái hình thức giống như là câu lạc bộ để mình có thể chia sẻ những kinh nghiệm về âm nhạc, và những người nào có khả năng về âm nhạc về một khía cạnh nào đó có thể hướng dẫn cho các em. Thì qua ngày tháng các em đã trở thành những người tương đối rất là vững chãi trong cái nghề ca hát. Thì chúng em chưa có phải là nổi tiếng như những ca sĩ của những trung tâm, nhưng mà tụi em hát tương đối rất cũng chuẩn và đã đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng. Các ca sĩ trẻ tới với lại nhạc sĩ Quốc Tuấn có lẽ sẽ được học hỏi nhiều về vấn đề liên quan tới kỹ thuật và nhạc lý. Tuy nhiên ngoài ra thì nhạc sĩ Quốc Tuấn cũng như là trung tâm Q2 Entertainment đó có những cái sinh hoạt, những hoạt động như thế nào để giúp đỡ các ca sĩ có tài năng nhưng mà chưa có điều kiện để mà được xuất hiện nhiều trong chúng? Thì cái cách chọn lựa những quý vị nào có khả năng về âm nhạc á, thì dựa trên những cái tâm hồn của người đó, cái lòng tha thiết của họ và cái sự nhiệt tình của họ. Chứ không nhất thiết là các em đó là phải là thiên phú. Nhưng nếu em thiên phú được thì càng tốt. Thường thường là những trung tâm chúng ta đó, anh có thể thấy rằng và cộng đồng có thể thấy rằng ca sĩ thì cũng nhiều lắm. Nhiều người không vô trung tâm nhưng mà các em ca rất là hay, nhưng mà không được cơ hội để cho những trung tâm để ý tới tại vì không có chỗ. Do đó Quốc cũng được may mắn đã thấy được cái khả năng của các em, vì các em đã đi trình diễn trong những chương trình từ thiện hay là cộng đồng. Do đó Quốc Tuấn có cơ hội để nhìn thấy những khả năng đó. Thì Quốc Tuấn mời các em tới, và với khả năng âm nhạc căn bản và cũng có kinh nghiệm sơ sơ của Quốc Tuấn, vừa ca hát và vừa đã chơi đàn và nhạc cụ, thì Quốc Tuấn đã hướng dẫn cho các em và các em cũng giúp cho và hướng dẫn cho Quốc Tuấn những cái kinh nghiệm của các em. Thì anh em share với nhau, do đó các anh em cùng tiến. Và mình tạo một cái môi trường cho các em thoải mái và các em không cảm thấy là mình, miễn sao là mình hết lòng, hết mình. Và mình nuôi dưỡng những cái tinh thần có cái lòng mà thương yêu ở trong cái nhóm như vậy đó. Thì các em phát triển cái khả năng của em rất là xa. Thì cho ví dụ rằng có nhiều các em khác đã đi ca những băng nhạc khác, nhưng mà trong những cái môi trường đó các em cảm thấy không được nâng đỡ hay là được giúp đỡ một cách nhiệt tình hay là thấy cởi mở, thì các em thấy các em đứng sau khi ca hát 5 năm, 10 năm các em thấy không có tiến bộ. Đó không phải là vì các em không có khả năng, nhưng mà vì cái môi trường đó, nhiều cái tổ chức đó không có chuyên về những vấn đề tâm lý, về những cái đề mà khuyến khích các em, nâng đỡ các em, thì họ chỉ có chuyên về cách trình diễn hay là các em phải thiệt tài họ mới ưu chuộng. Còn bên tụi em thì tính cách giống như là sinh hoạt và nâng đỡ nhau. Do đó cái âm nhạc á, nó quan trọng nhưng mà nó không phải là nhất thiết là quan trọng nhất.
Do đó thì các em cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Do đó thì các em nói chuyện với nhau, từ sinh hoạt với nhau, đối xử với nhau, thì các em thấy nó có một cái group dynamic đó, sự hỗ trợ cho nhau. Như vậy thì các em tiến bộ rất là mau. Với cái hướng dẫn của mình, nếu mà mình thật tâm và mình rõ ràng và mình có tâm lý trong cái sự hướng dẫn của mình á, thì các em sẽ tiến triển rất là xa. Cái quan trọng là cái đó. Yeah. Cái nhóm của nhạc sĩ Quốc Tuấn có tổ chức những cái sinh hoạt trình diễn như thế nào, có thể chia sẻ? Thường thường á, tụi em là cũng là semi business rồi, dù đóng góp cho cộng đồng trong những buổi lễ, những buổi của từ thiện của cộng đồng thì tụi em giúp đỡ. Ngoài ra tụi em cũng đi trình diễn trong những buổi tiệc đám cưới, hay là trong những cái event mà tính cách có commercial, trong đó tụi em cũng đã trình diễn. Tụi em làm hết tất cả, từ ca hát, nhiều khi đóng kịch nữa, gọi là kịch nhạc luôn, thì nó hơi công phu một chút xíu, và nhiều khi cũng có múa hát trong đó. Ngoài ra là giống như là một cái trung tâm nhỏ mà tính cách nó semi professional. Cũng thứ nhất là giúp cho những người trong cộng đồng có thể có cơ hội để hưởng, gọi là thưởng thức âm nhạc mà không tính cách tốn kém quá. Và chung chung là cũng giúp cho, cũng truyền diện cho những hội từ thiện mà tính cách là giá rất là giảm, để người ta có thể tổ chức được những cái công việc của họ. Là tụi em đóng góp là như vậy, với căn bản tiền xăng, tiền nước vậy thôi. Yeah. Thì tổng cộng á, có thể nói rằng là khoảng chừng 12 em, tới mới 13 em. 19 em thì nhiều nhất, nhưng mà vì các em đó lâu ngày không trình diễn hay chi, có thể nó giảm xuống 12 em chính thức. Là thường thường nếu mà cộng đồng cần hát nguyên chương trình thì em có khả năng trình diễn nguyên cả chương trình, hát theo chủ đề luôn. Là ví dụ như tụi em tới ngày cha mẹ, tụi em hát cha về chủ đề đó, hay về Tết cho em chi. Tương đối các em semi professional, nhưng mà các em ca rất là professional, là tính cách là hát theo đúng chủ đề. Không, nhiều khi nhiều chỗ nó dễ dàng thì tụi em hát 70%, nhưng mà nếu nhiều chỗ nào mà muốn tụi em hát 100% chủ đề thì tụi em cũng làm chuyện đó. Do đó là tính cách là professional là như vậy. Nhóm của nhạc sĩ Quốc Tuấn bây giờ còn đã đầy đủ rồi hay là còn mở rộng nữa? Mà nếu còn mở rộng thì có lời kêu gọi gì với bác các bạn trẻ mà thích văn nghệ? Cảm ơn anh Lân Vũ đã nhắc nhở cái chuyện này. Thì thật sự mới đây Tuấn có mong mỏi được sự giúp đỡ của các anh chị em ở trong cộng đồng, hay ở, nếu quý vị có khả năng nào ở nơi xa cũng được nữa, thì Tuấn cần những người ca sĩ thì có nhiều rồi. Tuấn không Tuấn cũng welcome những ca sĩ mới vô, từ già trẻ thì Tuấn không mang chuyện đó, càng đông càng vui. Ngoài ra thì cần những người về technical, như về computer, về editing. Ngoài ra vấn đề âm nhạc thì cần những người, quý vị có thể nào, những người quý vị mà có những nhạc sĩ như là về guitar, piano hay là trống, để ủng hộ thêm. Tại vì nhiều khi chương trình nó, nhiều chương trình nó xảy ra cùng một lúc thì phải cần chia ra để mà đi dợt. Và hay là người nhạc sĩ nào đó họ bị bệnh, hay là bị bận một công chuyện gì đó, có thể backup được. Và khi nào cũng welcome những nhạc sĩ mới và những ca sĩ mới. Cảm ơn anh Lân Vũ đã nhắc nhở. Nhóm của nhạc sĩ Quốc Tuấn có những dự định, những kế hoạch nào trong trong thời gian tới không ạ? Thì hồi xưa là tính cách đi đánh một cách dễ dàng, là đánh one man band, và đã làm những cái chương trình cũng quy mô, nhưng mà vẫn tính cách one man band với nhiều khi dùng CD. Bây giờ đã mở rộng ra đánh tính cách là full band. Và trước mắt có những chương trình sắp xảy ra là chúng em sẽ trình diễn tại chùa Bảo Quang Giao Thừa ngày 22 tháng Giêng này, Chủ nhật. Khoảng chừng 7 giờ chiều, nếu quý vị nào có rảnh rỗi thì tới thưởng thức âm nhạc ở đó. Ngoài ra tụi em có những chương trình đám cưới và những cái tổ chức của cộng đồng đã mời cho chúng em trong tháng 2 này nữa. Thì càng ngày tụi em càng tiến, tụi em cũng muốn càng ngày càng phong phú hóa cách trình diễn của mình. Thì mới đầu để cho các em quen đi trình diễn, đã từ từ mình sẽ làm phong phú hóa cách trình diễn, từ đơn ca tới hợp ca, và những cái phong phú hơn, mà tương lai có thể là viết nhạc để mà tạo cho mình, có thể là giúp gì cho cái kho tàng âm nhạc của Việt Nam mình. Có thể là tương lai cũng muốn các quý vị nào có khả năng viết nhạc tới để mà tham gia và chia sẻ khả năng và hướng dẫn cho các em. Những người nào có những câu hỏi hoặc là muốn tham gia với lại nhóm của nhạc sĩ Quốc Tuấn thì cái thông tin liên lạc nó như thế nào ạ? Yeah.
Cảm ơn anh. Thì quý vị nào, các anh chị em nào mê thích về yêu nhạc, nhiều khi quý vị tới không phải tính cách là quý vị phải có tài năng về nhạc hay là về technical gì hết, quý vị tới đó ủng hộ về tinh thần, hay nhiều khi nói thật sự trong một cái tổ chức gì đó mình cần nhiều người làm nhiều phía cạnh lắm, không cần thiết là vì cái ca hát không. Nhiều khi mình cần planning, mình cần logistic, mình cần preparation, cần người làm âm thanh, tại đây cũng là âm thanh luôn. Thì quý vị, nếu quý vị có thể đóng góp bằng những hình thức đó cũng ok. Và liên lạc Quốc Tuấn qua số email là, xin lỗi, qua địa chỉ email là quốctuấnband@yahoo.com. Tạm thời chưa có một cái Q2 Entertainment địa chỉ này, tương lai sẽ có, nhưng mà trước mắt là quốctuấnband@yahoo.com. Còn số điện thoại là 714-606-1560, 714-606-1560.